Khái quát sự khác nhau giữa tập thể hình bodybuilding và tập sức mạnh powerlifting. Những bạn mới tập thì cần xem và lưu lại ngay để còn biết xác định mục tiêu và chọn bài tập cho chuẩn nha. Đầu tiên đó là mục tiêu tập luyện. Đối với tập bodybuilding thì sẽ tập trung vào phát triển cơ bắp to, đẹp, cân đối, chú trọng vào hình thể và tỷ lệ cơ bắp. Còn đối với tập powerlifting thì sẽ tập trung vào mức tạ nâng nặng nhất có thể. Bất kể hình thể của bạn có xấu đẹp như thế nào, người ta không hề quan tâm một chút nào đâu. Ưu tiên sức mạnh cơ bắp. Thứ hai đó là phương pháp tập luyện. Bodybuilding thì thường tập với mức tạ nhẹ, nhiều hiệp, nhiều lần lặp lại, chú trọng vào kỹ thuật và độ dẻo dai của cơ, tức là sức bền á. Còn powerlifting thì thường tập với mức tạ nặng, ít hiệp, ít lần lặp, tập trung vào sức mạnh bùng nổ. Wow, cái điểm này nó mới là điểm khác biệt này, đó chính là chế độ dinh dưỡng. Đối với bodybuilding thì rất chú trọng vào chế độ ăn kiêng của bodybuilding thường rất nghiêm ngặt, chú trọng vào lượng protein cao và cắt giảm calo để giảm mỡ, tăng cơ. Còn đối với tập powerlifting thì chế độ ăn lại thoải mái hơn nhiều, giàu calo, giàu protein để cung cấp năng lượng cho cơ bắp hoạt động hiệu quả nhất. Đánh giá kết quả thì lại hoàn toàn khác nhau nha. Bodybuilding thì đánh giá kết quả như một môn văn, đánh giá dựa trên hình thể, tỷ lệ cơ bắp, độ nét cơ bắp và quan trọng nhất đấy là quan điểm của cái thằng chấm thi. Còn đối với powerlifting thì đánh giá như một môn toán vậy, đánh giá rất chính xác dựa trên mức tạ mà bạn nâng được trong kỳ thi hay còn gọi là thành tích thi đấu. Còn về quan điểm tập luyện thì sao? Bodybuilding thì coi trọng vẻ đẹp của hình thể, sự cân đối hoàn hảo. Còn powerlifting thì không hề quan tâm đến mấy cái vấn đề đấy một chút nào luôn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái này chắc các bạn quan tâm này. Đối với bodybuilding thì có thể dẫn đến các vấn đề về khớp, tim mạch nếu mà tập luyện sai cách. Ông nào tiêm steroid thì tim mạch chắc luôn. Powerlifting thì có thể dẫn đến chấn thương các cơ bắp, các khớp nếu mà tập luyện sai cách nha. Và cụ thể là các khớp và dây chằng sẽ rất dễ bị chấn thương khi mà tập powerlifting. Lối sống của hai bộ môn này cũng khác nhau rất là nhiều nha. Bodybuilding thì thường là những đứa tự kỷ, còn powerlifting thì thường có lối sống thoải mái hơn nhiều. Nếu mà bạn ăn uống thoải mái và những mối quan hệ xã hội của bạn không làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu thì gần như powerlifting sẽ không quan tâm. Còn đối với quan điểm cộng đồng thì sao? Rất đơn giản, bodybuilding thì không ưa powerlifting và ngược lại, powerlifting cũng coi thường bọn bodybuilding luôn. Không phải tất cả người tập thể hình hay powerlifting đều giống nhau nha. Cả hai môn thể thao đều có lợi ích và hạn chế riêng, phù hợp với những mục tiêu và sở thích khác nhau. Việc lựa chọn môn thể thao nào phụ thuộc vào mục tiêu, sở thích và khả năng của cá nhân của mỗi người nha.